chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. May mắn liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nghét chật két, đổi đời cực giàu có, cuối năm ăn Tết linh đình. Đôi vai gồng gánh đất trời, tiền tài sự nghiệp một đời gian danh, thất bại có cũng quá nhanh, cửu thiên ban phước an lành ấm no. Lộc trời của quý nhân cho, Tân Sửu năm liệu bảy lo mới hào, dù cho lội suối vượt đèo, chính phần dưỡng phát đi theo suốt đời. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, vốn dĩ đời người là không như nguyện, chúng ta đều biết, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Thế nhưng thực tế lại thật phũ phàng, đa phần chúng ta chẳng những làm mãi ba đời không giàu, mà còn nợ ngập đầu ngập cổ, ba đời không trả hết, làm lụng ngày đêm, dầm mưa dãi nắng mà vẫn sống trong cảnh nghèo khổ, túng thiếu, chẳng biết ngày nào mới ngóc đầu lên được, khổ sở trăm đường. Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành công mà bạn muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng nghỉ, thậm chí sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Mới đây nhất khi xem tử vi trong 12 con giáp, thầy Tử Vi có chỉ rõ trong năm 2024 này, con giáp tuổi Tân Sửu sinh 1961 vận trình sẽ có rất nhiều biến động lớn, xoay chuyển theo chiều hướng tích cực. Nhiều phúc ít họa, may mắn và phúc lộc đầy nhà, cuộc sống của họ trong khoảng thời gian trước có thể sẽ khó khăn, vất vả. Đặc biệt là năm 2024, với tình hình biến động kinh tế chung của thế giới. Tuy nhiên, con giáp tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch tới đây sẽ có vận trình khởi sắc trông thấy. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, bản mệnh hãy chủ động nắm bắt những cơ hội đến với mình để trở nên giàu có, quý cô bác nhé. Nếu như quý cô bác tuổi Tân Sửu không để ý mà bỏ lỡ những cơ hội trời ban này thì quả thật là rất đáng tiếc cho con giáp này. Vậy chi tiết vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tân Sửu trong tháng 10 âm lịch sẽ ra sao? Con giáp này sẽ gặp được những may mắn nào trên con đường công danh sự nghiệp và làm cách nào để trong thời điểm này, người tuổi Tân Sửu có thể đón lành tránh dữ, gặp nhiều may mắn, bình an, sung túc và giàu có ngút trời? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi chi tiết. Tổng quan vận trình tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tháng 10 âm lịch này, với sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm dưỡng, tuổi Tân Sửu như được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết. Bạn cảm nhận rõ sự khát khao trong công việc và cuộc sống, như thể có một ngọn lửa âm ỉ nay bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là lúc bạn phát huy những phẩm chất nổi bật của mình, sự chăm chỉ, cẩn thận và kiên trì. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, bạn sẽ bắt đầu hái được những quả ngọt, những thành công mà bạn xứng đáng nhận được sau một hành trình dài phấn đấu. Cơ hội đến với bạn ngày càng nhiều khi bạn biết mở rộng các mối quan hệ, kết nối với những người mới. Sự cởi mở và chân thành của bạn đã tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, thu hút thêm những cơ hội quý giá. Tuy nhiên hãy cẩn trọng, không phải mọi người đến với bạn đều mang lại nguồn năng lượng tích cực. Có những người sẽ vô tình hoặc thậm chí cố ý gieo rắc những điều tiêu cực. Bạn cần tỉnh táo để tránh xa những nguồn năng lượng đó, không để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực hay căng thẳng không đáng có. Về mặt tình cảm, mọi thứ đang dần trở nên ổn định hơn. Những rắc rối, hiểu lầm trước đây dường như đã được hóa giải. Nhờ sự nỗ lực của cả hai trong việc thấu hiểu và chia sẻ những cuộc trò chuyện chân thành, những cảm xúc được bày tỏ rõ ràng hơn đã giúp mối quan hệ của bạn và người ấy thêm phần gắn kết. Đây là thời điểm tốt để vun đắp tình cảm và xây dựng sự bền chặt, tránh những xung đột không cần thiết. Tuy nhiên trong thời điểm này, thiên cầu hung tinh cảnh báo bạn về những thị phi tiềm ẩn, những câu chuyện vô thường, vô phạt với bạn bè, đồng nghiệp có thể trở thành cái cớ cho những hiểu lầm không đáng có. Hãy luôn giữ mình tỉnh táo và biết đâu là điểm dừng trong các cuộc trò chuyện. Việc đặt ra ranh giới rõ ràng sẽ giúp bạn tránh khỏi những mâu thuẫn không cần thiết, bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có. Sau đây,
sẽ là phần luận giải dẫn Trình Tử Di chi tiết trên từng phương diện chính cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch. Bước vào tháng 10 âm lịch, người tuổi Tân Sửu cảm nhận rõ áp lực công việc đang gia tăng. Bạn đã rất chăm chỉ, luôn dồn hết tâm huyết và thời gian cho công việc, nhưng dường như càng làm công việc lại càng chồng chất. Những dự án mới, nhiệm vụ mới liên tục xuất hiện khiến bạn đôi lúc cảm thấy như mình đang bị vùi lấp dưới một núi công việc khổng lồ. Tuy nhiên, hãy nhìn nhận tích cực, đây chính là tín hiệu cho thấy con đường bạn đang đi là đúng hướng. Mọi khó khăn và thử thách hiện tại chỉ là bước đệm để dẫn đến thành công lớn hơn trong tương lai. Nếu bạn là người làm công ăn lương, đừng quá lo lắng về những thách thức trước mắt. Sự cống hiến không ngừng của bạn trong thời gian qua đã được ghi nhận, năng lực của bạn đang được mọi người công nhận và cơ hội thăng tiến nâng cao. Vì thế trong công việc đang ngày một rõ ràng, đây là thời điểm để bạn thể hiện rõ giá trị bản thân và đón nhận những thành tựu xứng đáng. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng lớn, đôi khi bạn cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt. Đừng quên rằng ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Vì thế khi cảm thấy mình không thể xoay sở nổi, hãy mạnh dạn tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Việc chia sẻ khó khăn không chỉ giúp bạn giảm bớt áp lực, mà còn giúp bạn bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của bản thân. Hãy nhớ, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống là vô cùng quan trọng. Thời điểm này, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hội, người tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc hợp tác và kinh doanh. Các mối quan hệ mới sẽ mở ra cho bạn những cơ hội làm ăn đầy triển vọng. Tuy nhiên, đừng vội vàng lao vào những lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Mọi quyết định đầu tư cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi bạn chỉ mới bắt đầu. Hãy kiên nhẫn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần khi bạn đã nắm chắc tình hình. Sự thận trọng luôn là chìa khóa để tránh rủi ro và bảo vệ thành quả của bạn trong những dự án lớn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, vận may tài lộc của người tuổi Tân Sửu dường như đang có nhiều biến động thú vị, với nhất bạch tinh bay về cung chính đông, dấu hiệu cho thấy bạn có thể sẽ phải lên đường đi xa để giải quyết công việc hoặc tham gia các chuyến công tác. Dù những chuyến đi này đòi hỏi sự vất vả và nỗ lực, nhưng chính qua đó, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng và chính xác hơn về thị trường, về những cơ hội đầu tư mà mình đang quan tâm. Khi đã nắm bắt được thực tế, bạn sẽ đưa ra những quyết định khôn ngoan, tránh bị lạc lối bởi những cảm xúc hay phán đoán thiếu cân nhắc. Tài lộc thời điểm này cho thấy những cơ hội đang dần lộ diện, con đường phát triển tài chính của bạn đang rộng mở. Điều quan trọng nhất là bạn cần chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng đón nhận những thời cơ vàng, đặc biệt đến cuối tháng, khi những cơ hội tốt nhất có thể xuất hiện. Nếu bạn cảm thấy tinh thần có phần giảm sút, đây chính là lúc cần xốc lại bản thân, lấy lại động lực làm việc để không bỏ lỡ những điều quý giá. Bất kỳ ý tưởng nào bạn đã ấp ủ bấy lâu, giờ đây chính là thời điểm thích hợp để bạn biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, thời điểm này cũng mang đến một số thách thức về chi tiêu, những khoản chi ngoài dự kiến như đám cưới, đám hiếu hoặc các sự kiện quan trọng khác có thể khiến bạn tiêu tốn không ít tiền bạc. Đôi khi những chi phí này đến bất ngờ và dù không mong muốn bạn vẫn phải đối mặt. Hãy nhớ rằng, việc cân đối tài chính là yếu tố quan trọng trong việc duy trì sự ổn định dài hạn. Nhưng cũng trong giai đoạn này, bạn bắt đầu có nhận thức rõ hơn về việc đầu tư và tiết kiệm cho tương lai. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bạn cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về các hình thức đầu tư, những lĩnh vực an toàn và sinh lời tốt. Đã đến lúc bạn cần tìm ra những kênh tài chính phù hợp để phát triển tài sản một cách khôn ngoan, đảm bảo sự ổn định lâu dài cho bản thân và gia đình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Tân Sửu sẽ cần được chú ý hơn bao giờ hết. Bởi sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh đang tạo ra những tác động tiêu cực, có vẻ như công việc bận rộn và áp lực cuộc sống khiến bạn khó tập trung, dẫn đến việc thường xuyên phải sử dụng các chất kích thích như cà phê hay trà sữa để duy trì tỉnh táo. Mặc dù chúng mang lại năng lượng tức thời, nhưng đừng quên rằng, đằng sau cảm giác hưng phấn đó là sự hao mòn dần dần của cơ thể. Việc lạm dụng các loại thức uống này có thể âm thầm gây tổn hại đến sức khỏe của bạn mà bạn không nhận ra ngay. Thời tiết trong thời điểm này cũng khá thất thường, khi thì nóng bức,
khi lại se lạnh. Chính sự thay đổi nhiệt độ liên tục này là nguyên nhân dễ khiến cơ thể bạn bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh theo mùa. Để thích ứng, bạn nên chú ý mặc nhiều lớp áo để có thể điều chỉnh kịp thời theo điều kiện thời tiết. Tránh để cơ thể rơi vào tình trạng quá lạnh hoặc quá nóng. Điều này không chỉ giúp bạn phòng tránh bệnh tật, mà còn giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái thoải mái. Chế độ ăn uống lành mạnh cũng là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe. Thời điểm này, hãy bổ sung vào bữa ăn hàng ngày những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Rau củ, trái cây tươi và các thực phẩm chứa nhiều protein, chất xơ sẽ giúp bạn chống lại các bệnh theo mùa hiệu quả hơn. Đừng quên uống đủ nước, điều này cũng rất quan trọng để duy trì sức khỏe tốt và giúp cơ thể thanh lọc độc tố. Ngoài ra, nếu bạn phải thường xuyên di chuyển xa vì công việc, hãy luôn đề cao sự an toàn. Việc di chuyển liên tục không chỉ làm bạn dễ mệt mỏi mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án an toàn. Từ việc nghỉ ngơi đầy đủ để lựa chọn phương tiện đi lại an toàn, để đảm bảo mọi chuyến đi diễn ra suôn sẻ mà bạn vẫn giữ được thể trạng tốt nhất. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này hứa hẹn mang đến nhiều niềm vui và hy vọng cho người tuổi Tân Sửu trong chuyện tình cảm, đặc biệt là với những ai còn độc thân. Đây sẽ là khoảng thời gian đầy cơ hội để bạn khám phá những cung bậc mới trong tình yêu, với điều kiện bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đôi khi, người bạn đang tìm kiếm không nhất thiết phải là người có chung quan điểm sống hay giống bạn hoàn toàn. Sự đa dạng, mới lạ từ những cá nhân khác biệt có thể đem lại cho bạn những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ. Vì thế, hãy mở lòng đón nhận những cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu những người mới. Biết đâu giữa những cuộc trò chuyện giản đơn, bạn lại tìm thấy một nửa thật sự của mình. Nhờ sự xuất hiện của các tinh tam hội trong thời điểm này, mang đến cho bạn thời gian và không gian để suy ngẫm sâu hơn về mối quan hệ tình cảm của mình. Đây là lúc để bạn nhìn lại những lựa chọn đã qua, xem xét lại những gì đã xảy ra và đưa ra quyết định sáng suốt hơn cho tương lai. Những xung đột, bất đồng cũ mà trước đây bạn và người ấy từng gặp phải giờ đây có cơ hội được hòa giải. Thậm chí những đối thủ hay người bạn từng nghĩ là không đội trời chung cũng có thể trở thành đồng minh đáng tin cậy, hỗ trợ bạn trong cả cuộc sống lẫn tình cảm. Thời gian sẽ giúp cả hai hiểu nhau nhiều hơn và xóa tan những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, vì ngũ hành xung khắc nhắc nhở rằng đôi lúc mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Quan trọng là bạn cần biết cách xử lý sớm những xung đột này. Đừng để sự im lặng kéo dài, vì điều đó có thể dẫn đến những hiểu lầm sâu sắc hơn, khiến mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng và khó giải quyết. Tiếng vọng từ quá khứ cũng có thể bất ngờ quay trở lại, thử thách bạn trong chuyện tình cảm. Vì vậy, bạn cần phải tỉnh táo, phản ứng khéo léo và tinh tế để duy trì sự hòa hợp, tránh gây ra thêm tổn thương không đáng có cho cả hai. Hãy đặt trái tim và lý trí của mình vào đúng chỗ, biết khi nào cần mở lòng và khi nào cần cẩn trọng. Tình yêu luôn mang đến những điều bất ngờ và nếu bạn biết cách ứng xử hợp tình hợp lý, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn một cách trọn vẹn và bền lâu. Cẩm nang dượng vận cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết, hãy đối xử hòa nhã cho người khác một con đường lui. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Thìn. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu hồng. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Tân Sửu sinh 1961, giúp quý bản mệnh nắm rõ vận trình và thành công viên mãn. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch này, tuổi Tân Sửu sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách nhỏ trong công việc và cuộc sống. Nhờ có sự xuất hiện của Nhất Bạch, công việc của bạn đang dần đi vào guồng, nhưng vẫn còn đó những vướng mắc cần tháo gỡ. Đối với những ai đang làm kinh doanh, đây là thời điểm bạn phải kiên nhẫn hơn vì có thể bạn sẽ cảm thấy mọi thứ đang diễn ra chậm hơn mong đợi. Đừng vội nản lòng, bởi sự chăm chỉ và cẩn trọng của bạn sẽ sớm mang lại kết quả về mặt tài chính. Tuần đầu tiên của tháng có thể hơi căng thẳng một chút khi một số khoản chi tiêu đột ngột phát sinh. Điều này khiến bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc quản lý tài chính.
Hãy thận trọng với các quyết định mua sắm hay đầu tư trong tuần này để tránh tiêu tốn quá nhiều tiền vào những việc không cần thiết. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần cũng cần được chú ý, đặc biệt là vấn đề căng thẳng tinh thần. Việc bạn bị cuốn vào công việc có thể khiến cơ thể mệt mỏi mà bạn không nhận ra. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài trong tình cảm. Với những ai đang trong mối quan hệ, đây là lúc để bạn và người ấy giải quyết những khúc mắc cũ nhờ vào sự tác động của tam hội cát tinh. Hãy trò chuyện và cùng nhau tìm ra giải pháp, bởi mọi sự im lặng lúc này chỉ làm cho khoảng cách giữa hai người càng lớn hơn. Khẩu quyết: sự nghiệp khá ảm đạm, vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu xanh lá. Con số may mắn: 93, 21, 80 và 66. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Tử vi tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch mang đến một luồng sinh khí mới cho tuổi Tân Sửu. Những khó khăn trong công việc dần dần được giải quyết và bạn bắt đầu thấy ánh sáng ở cuối con đường. Đối với những ai đang làm ăn kinh doanh, đây là lúc các kế hoạch trước đó bắt đầu có hiệu quả. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp. Tài lộc tuần này có dấu hiệu khởi sắc, những khoản thu nhập bất ngờ hoặc những cơ hội tài chính mới sẽ xuất hiện, giúp bạn cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Bạn có thể bắt đầu với các khoản đầu tư nhỏ, tránh vội vàng và mạo hiểm. Sức khỏe trong tuần này ổn định hơn, nhưng bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, tránh việc sử dụng quá nhiều đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà sữa, để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về lâu dài. Thay vào đó, hãy tìm những phương pháp thư giãn như tập thể dục nhẹ nhàng hay thiền định để giảm bớt căng thẳng. Trong chuyện tình cảm, đối với những ai đang độc thân, tuần này là thời điểm bạn có thể gặp gỡ và kết nối với những người mới. Đừng ngại mở lòng và thử thách bản thân ra khỏi vùng an toàn. Đây cũng là lúc bạn có thể tìm thấy sự hòa hợp với một đối tượng tiềm năng, nhưng hãy dành thời gian để hiểu rõ về nhau trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Khẩu quyết: sức khỏe sa sút do công việc bận rộn và vất vả, áp lực bủa vây. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu đen. Con số may mắn là 88, 20 và 45. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch mở ra với những biến động tích cực trong công việc, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bạn trong suốt thời gian qua. Tuần này, bạn có thể nhận được những cơ hội mới để thăng tiến hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình. Nếu bạn đang làm việc trong môi trường công sở, đây là lúc cấp trên bắt đầu chú ý đến khả năng của bạn và có thể cân nhắc cho bạn một vị trí tốt hơn. Tài chính tuần này tiếp tục là thời điểm thuận lợi cho bạn những khoản thu nhập bổ sung, có thể đến từ các dự án phụ hoặc những công việc bạn đã đầu tư thời gian trước đó. Hãy tận dụng những gì mình có và tiếp tục mở rộng quy mô tài chính một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm soát chi tiêu và tránh dung tay quá tráng. Sức khỏe tuần này tương đối tốt, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến việc bảo vệ cơ thể trước sự thay đổi thời tiết thất thường, đặc biệt là những người thường xuyên phải đi xa hoặc di chuyển nhiều. Hãy đảm bảo bạn chuẩn bị đầy đủ các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe khi phải làm việc ngoài trời hoặc di chuyển đường dài. Trong chuyện tình cảm, tuần này là khoảng thời gian để bạn và người ấy thắt chặt thêm mối quan hệ. Nếu hai bạn đã trải qua những hiểu lầm hay xung đột, đây là lúc để cả hai dành thời gian trò chuyện, hiểu và cảm thông với nhau hơn. Mọi sự kiên nhẫn sẽ đem lại kết quả ngọt ngào vào cuối tuần. Khẩu quyết: các kế hoạch làm giàu kiếm tiền có nhiều biến động, lên xuống thất thường. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Dần. Màu sắc may mắn là màu xanh lục và màu trắng. Con số may mắn: 27, 19, 85 và 74. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961, tức từ ngày 23 đến hết tháng 10 âm lịch.
Tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch đánh dấu một giai đoạn khá bận rộn cho người tuổi Tân Sửu. Bạn sẽ phải đối diện với nhiều công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đây là lúc bạn cần phân bổ thời gian một cách hợp lý, đảm bảo không quá tải nhưng vẫn hoàn thành được các mục tiêu đặt ra. Đừng ngại nhờ sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc người thân khi cảm thấy áp lực quá lớn về tài chính. Tuần cuối tháng có dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn trong các khoản đầu tư nhỏ hoặc các cơ hội kinh doanh ngắn hạn. Tuy nhiên, hãy luôn giữ sự tỉnh táo và không để lòng tham dẫn dắt. Những khoản thu nhập bất ngờ này sẽ giúp bạn cân đối được những chi tiêu phát sinh trước đó, nhưng cũng nên tiết kiệm một phần cho tương lai. Sức khỏe trong tuần này có thể bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc nhiều và căng thẳng tinh thần. Bạn có thể gặp phải tình trạng mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài. Lời khuyên là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm kiếm sự thư giãn và nghỉ ngơi. Đừng để cơ thể rơi vào tình trạng quá sức, vì điều đó có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe lâu dài. Về chuyện tình cảm trong tuần cuối cùng này, bạn cần chú ý đến việc duy trì sự giao tiếp và thấu hiểu trong mối quan hệ hiện tại. Đừng để những vấn đề nhỏ nhặt hay sự bận rộn khiến tình cảm của bạn trở nên lạnh nhạt. Nếu cảm thấy có sự xa cách, hãy chủ động hâm nóng lại tình cảm bằng những hành động quan tâm và chân thành. Khẩu quyết: áp lực tăng cao, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả mình đã gây dựng được. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Ngọ. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu vàng. Con số may mắn là 35, 84, 92 và 14. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Tân Sửu sinh 1961 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Tân Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến, nhưng bù lại, họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Sửu. Hai người cùng tuổi Sửu sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau trong kinh doanh, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi sự dò đoán của một người sẽ khiến người kia gặp rắc rối. Bên cạnh đó, người tuổi Tân Sửu thỉnh thoảng rất kỹ tính và hay bình luận người khác. Nhưng nếu ngay từ lần đầu mối quan hệ của hai người suôn sẻ, thì sẽ mở đường cho những thành công sau liên tiếp. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Tân Sửu sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Tân Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc, vì luôn có tuổi Dần thông minh táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Tân Sửu sẽ dạy tuổi Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Dần chỉ cho tuổi Tân Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Tân Sửu. Bởi người tuổi Tân Sửu rất chăm chỉ và đặc biệt tuổi Mão rất khâm phục tuổi Tân Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Mão vì tuổi Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Tân Sửu tìm đến tuổi Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Tân Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thìn. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Tân Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Sửu và tuổi Tỵ khá hợp. Cả phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Tân Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Tỵ ở chỗ. Tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Tân Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Tân Sửu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Ngọ chọn.
bởi tuổi Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Ngọ. Tuổi Tân Sửu với tuổi Mùi. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cũng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Tân Sửu với tuổi Thân. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Tân Sửu muốn làm việc tập trung, chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Tân Sửu và hơn thế nữa, còn coi tuổi Tân Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Tân Sửu với tuổi Dậu. Tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Sửu và tuổi Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Tân Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Tân Sửu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan, kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Tân Sửu tin tuổi Tuất và ngược lại, tuổi Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu, còn tuổi Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Tân Sửu với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Tân Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn, nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Tân Sửu. Tuổi Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Tân Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Hợi rất hài lòng, tuổi Tân Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Hợi có. Nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Tân Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.